Đồng đội PFC tiết lộ lý do các cầu thủ không ăn mừng bàn thắng của Quang Hải và vấn đề nhức nhối tại PFC. Vòng thứ 11 League 2, PFC được chơi trên sân nhà và tiếp đón Red. Quang Hải tiếp tục phải ngồi ghế dự bị khi mà vị huấn luyện viên Tholot đã trao cơ hội ra sân cho Savet. Ở phút thứ 78, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía của Red. Tuyển thủ của Việt Nam đã vào thay cho Papper, chơi ở vị trí tiền đạo của đội chủ sân Nottingham và chỉ có 8 phút trên mặt sân, Quang Hải đã tỏa sáng. Phút 86, Quang Hải đã di chuyển thông minh xuống phía sau hàng hậu vệ của Rodet, khống chế bóng gọn ghẽ từ đường truyền kiến tạo của trung vệ Kouassi trước khi thực hiện một cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ thành đối phương, giúp PFC thoát thua ngay trong phút cuối. Đây là một bàn thắng lịch sử của Quang Hải khi mà anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở một giải chuyên nghiệp tại Pháp. Pha lập công chắc chắn giúp cho Quang Hải chơi tự tin hơn và cũng đã nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Tholot. Nhưng có một chi tiết rất đáng chú ý khi mà Quang Hải ghi bàn về một điểm quý giá cho PFC là anh không nhận được nhiều sự chia vui từ đồng đội. Quang Hải ăn mừng đầy cảm xúc sau bàn thắng ở phút 86, tiền vệ số 19 chạy về biên phía trái và dùng hai tay tạo hình trái tim và nhảy lên đầy sung sướng. Trong khoảnh khắc đầy xúc động đó, Quang Hải chỉ ăn mừng một mình và một lúc sau thì mới có duy nhất một đồng đội đến chia vui. Tiền vệ Việt Nam cũng đã cảm nhận thấy sự cô đơn của mình nhưng anh lập tức trở lại sân để thi đấu nốt. Xem những tình huống ăn mừng bàn thắng của Quang Hải, nhiều ý kiến cho rằng cựu cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đã chạy quá nhanh khiến cho các đồng đội không thể theo kịp. Tuy nhiên, thực tế thì tuyển thủ Việt Nam ăn mừng khá lâu ở sát đường bên trái, nhưng chỉ có một người đồng đội chạy đến để chia vui với anh. Cần nói thêm rằng bàn thắng của Quang Hải giúp PFC có một điểm đầy quý giá. Pha lập công của một tân binh xứng đáng nhận được sự động viên của cả toàn đội. Tuy nhiên, những gì xảy ra sau pha ghi bàn lịch sử của số 19 lại khiến cho nhiều người phải suy ngẫm. Nhiều cầu thủ PFC lại hờ hững với sự nỗ lực của cầu thủ đến từ Việt Nam như vậy. Phải chăng đang bị ghẻ lạnh tại đất nước Pháp? Thật sự rất khó để trả lời cho câu hỏi này. Chỉ Quang Hải và các cầu thủ của PFC thì mới biết rõ lý do. Và với quyết tâm tìm ra câu hỏi, các phóng viên đã tìm tới Benus, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất tại PFC trong mùa này. Sau trận hòa kịch tính với Rodet, tiền vệ 30 tuổi đã có những chia sẻ đặc biệt với Quang Hải. Tôi luôn tin tưởng cậu ấy, anh nói về Quang Hải. Tôi vui thay cho Quang Hải, người đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của PFC. Theo anh, đối với trận Jerez diễn ra, một kịch bản đầy khó chịu. Anh cùng với đồng đội bước vào thời gian nghỉ giữa giờ với lợi thế là dẫn trước 1-0. Ngay sau đó bị thủng lưới chóng vánh khi mà bắt đầu hiệp 2. Đó cũng chỉ là một bước ngoặt, anh bình luận. Chúng tôi đã mất phương hướng để rồi tiếp tục đã thủng lưới thêm một lần nữa. PFC đã không thể duy trì một phong độ nhất quán. Có những lúc chúng tôi chơi tốt, có những lúc thì lại không. Trong cuộc phỏng vấn, cầu thủ này cũng hơn một lần đề cập tới khả năng phòng thủ. Chúng tôi hiểu rằng khi dẫn bàn, mỗi phút trôi qua đều dẫn tới một kịch bản có lợi, nhưng chúng tôi không thể nào hoàn thành lợi thế. Có thể là có được điểm số, nhưng quan trọng là hàng phòng ngự phải chắc chắn. Bằng mọi cách, cần phải giữ được tỷ số nếu dẫn bàn, anh nói. Trên thực tế, hàng phòng thủ vẫn là một vấn đề nhức nhối của PFC. Họ đã bị đối phương chọc thủng lưới 8 trên 10 trận mùa này. Ngoài ra, có 6 trận, Benhart cùng với các đồng đội vừa lên dẫn trước, thì 4 trong số đó thì họ không thể kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn. Trong trận gặp Quevilly, sau bàn gỡ hòa ở phút thứ 19, trận đấu Kane là phút thứ 16 và Sangerian là 6 phút, thì mới đây 5 phút trong trận Jordet trên sân nhà. Tuy vậy, PFC thì cũng đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở khía cạnh tấn công. Ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng chủ nhật thì họ đã thực hiện 12 cú sút, tạo ra 3 cơ hội đặc biệt ngon ăn. Bên cạnh đó, Benus thì cũng đã ca ngợi tâm lý chiến đấu của PFC. Có những lúc thì chúng tôi có thể từ bỏ, nhưng mà không. Cả đội đã cố gắng và tiếp tục cho tới những giây phút cuối cùng và nó đã được đền đáp, anh cho biết. Benus cho rằng Quang Hải cũng đã mang tinh thần ấy và anh không ngừng nỗ lực để cuối cùng ghi bàn đầu tiên cho PFC. Tiền vệ 30 tuổi nói, mùa giải này còn rất dài, Hải cần phải giữ vững tâm lý, tiếp tục cố gắng và gặt hái thành công. Trả lời về việc chỉ có 2 đồng đội ăn mừng với Hải thì anh cho biết, tôi không rõ lý do vì sao cả đội lại không tới chung vui, có thể là do các cầu thủ quá mệt hoặc là việc tranh cãi với Rodet đã làm cho mọi người phân tâm. Nhưng tôi chắc rằng không phải là Hải bị xa lánh hay là ghét bỏ trong tập thể của chúng tôi. Chúng tôi hiện tại vẫn đang đoàn kết và sẽ cùng nhau cố gắng cho mục tiêu phía trước. Từ những gì mà cầu thủ này chia sẻ có thể thấy là Hải cũng đang trở thành một phần trong câu lạc bộ và chúng ta cũng có thể yên tâm rằng Hải không bị kỳ thị hay là ghẻ lạnh tại đây. Nhưng dù sao thì vị huấn luyện viên trưởng thì cũng cần phải nhắc nhở các cầu thủ với tinh thần của cả toàn đội. Ghi bàn xong mà không ăn mừng như vậy thì rất là đáng báo động. PFC năm nay có quá nhiều cầu thủ mới và họ cũng là lần đầu tiên kết hợp chiến đấu cùng với nhau.
Quay trở lại với Quang Hải, sau 130 ngày và 8 trận 234 phút thi đấu cho Boise, Quang Hải đã gặp rất nhiều áp lực như là sự khó khăn ở nơi đất khách quê người, nhưng cuối cùng Quang Hải vẫn đã có thể nở nụ cười. Trong quá khứ thì Quang Hải là một nhân tố quan trọng đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới. Liên tiếp ở các kỳ tích trong tầm châu lục mang tới những dấu ấn của cầu thủ người Đông Anh. Giờ đây thì anh lại mang sứ mệnh của Việt Nam đưa bóng đá Việt Nam ra thế giới. Và dĩ nhiên đó là một hành trình đầy nan giải. Tất cả đều khát khao ra nước ngoài và đều biết rằng anh cũng khát khao như vậy và anh chấp nhận từ bỏ ánh hào quang trong nước để xa khỏi vùng an toàn. Trong ngày ra mắt Pau FC, anh nhấn mạnh, không ngoài mục đích nào khác ngoài việc là hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp, đồng thời tự nhận về việc sẽ bắt đầu từ con số 0. Thế nhưng ngay cả khi mà biết rõ được việc xuất ngoại không bao giờ là dễ dàng để sẵn sàng cho những thách thức, mọi thứ vẫn còn quá khó khăn. Sau khoảng thời gian thi đấu được trao cơ hội, Quang Hải đã vươn xa khỏi đội chính. Thậm chí là số lần được ra sân và số phút thi đấu ngày càng ít đi. Pau FC rơi vào vòng xoáy trụ hạng và huấn luyện viên trưởng buộc phải theo dõi cách khác. Ông từ bỏ một thứ bóng đá mạo hiểm và chấp nhận rủi ro, lý do khiến cho Quang Hải chọn Pau FC để chuyển sang một hệ thống thực dụng với hệ số an toàn cao. Như chính ông thừa nhận, lối chơi không phù hợp với Quang Hải. Đó là lúc sự hoài nghi nổi lên, nhiều người bắt đầu bàn tán về quyết định xuất ngoại của Quang Hải, nghi ngờ rằng khả năng của anh với cuộc phiêu lưu này sẽ kết thúc sớm. Quang Hải đã tạo dựng một lối đi riêng và tìm kiếm một cái kết khác. Anh tiếp tục đã chiến đấu và từng được vị chủ tịch của Pau FC ca ngợi là một chiến binh mẫu mực ở trên sân, nhưng bây giờ Quang Hải còn phải nỗ lực hơn nhiều. Không chỉ trang bị cho mình một nền tảng thể lực tốt mà anh cũng cần phải mạnh mẽ về mặt tinh thần khi mà phải tự tìm lấy cảm hứng và tự tạo ra động lực cho mình. Quang Hải chia sẻ sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Pau FC là anh sẽ có nguồn động lực mới sau khi mà tập trung cùng với đội tuyển quốc gia. Trận gặp Rhodes là lần đầu tiên Quang Hải được ra sân từ khi mà quay trở lại Pau FC và anh đã nắm bắt thời cơ để gây được ấn tượng. Bàn thắng phút 86 chỉ 8 phút sau khi vào sân có thể là mang tới một bước ngoặt cho sự nghiệp của trời Âu. Không còn nóng vội, anh đã cho thấy sự điềm tĩnh khi mà thực hiện một cú sút điểm, trong khi vẫn phát huy khả năng đọc tình huống, chiếm lĩnh không gian. Pau FC cần mẫu cầu thủ như Quang Hải, nhưng phút trước đó lối chơi của họ rất đơn điệu, chủ yếu là đưa bóng xuống biên và tạt vào vùng cấm. Sự bế tắc thể hiện ở những tình huống đã thể hiện vận may bằng cú sút xa của Nisic. Cách đây không lâu thì vị huấn luyện viên trưởng Thorlot từng nói, tôi tin Hải sẽ là một nhân tố quan trọng giúp Pau FC giành chiến thắng trong các trận đấu tới. Có vẻ điều mà ông dự đoán sẽ xảy ra sớm hơn dự định.